Chuẩn bị đổ bê tông nhá. Mái tầng 4, sàn tầng 5. Sạch sẽ đẹp đẽ, gọn gàng, quây bạt kín bưng hết. Lên tầng nữa là nhìn được sân bay Gia Lâm. Đây, sáng nay công trình bên Long Biên, anh em đang lắp ống để chuẩn bị đổ bê tông mái tầng 5. Anh đang lắp dự kiến là nửa tiếng nữa thì sẽ đổ. Anh ạ. Anh quay hết vào. Đấy, mình lần này cao nên mình sẽ phải quây bạt xung quanh để bê tông đỡ rơi bắn vào cái nhà hàng xóm. Xe bê tông hôm nay đến rồi sớm đấy anh ạ. Trình bên Long Biên, nhánh Văn, anh em đang chuẩn bị đổ bê tông mái tầng 5. Đây mình sẽ cho đúc mẫu bê tông và rút sụt. Độ sụt của nó là độ sụt bê tông Mach 300, độ sụt là 12.2. Vệ sinh phế ước. Đường